bạn sẽ vô cùng hài lòng với đôi giày lười cao cấp TM07. Sự đột phá trong kiểu dáng làm TM07 trở nên sang trọng hơn, nam tính và lịch lãm hơn. Tôi gặp giày rất nhiều lần, đế vẫn y nguyên, không gãy cũng không nhăn. Đặc biệt, đế giày được làm bằng cao su non nguyên khối vô cùng chắc chắn. Bạn có thể thấy thiết kế phía dưới đế giày giúp chống trơn trượt và rất bền chắc theo thời gian. Và bạn sẽ không lo nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến giày. Tôi dùng lửa hờ khắp giày, vẫn không hề có dấu hiệu bị cháy xém, biến dạng hay co rút. Chú trọng đến từng đường chỉ may, từng chi tiết nhỏ nhất trên giày. Với lớp da bò thật được dập vân 3D Hoa Kỳ cao cấp, khi mang sẽ vô cùng êm chân. Với tất cả những tính năng tuyệt vời trên, giày chỉ có giá 650.000 cùng chính sách bảo hành vô cùng hấp dẫn. Bao đổi trong vòng 30 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất, bảo hành bề mặt da và đường chỉ may trong 12 tháng, giao hàng trên toàn quốc. Hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu ngay cho mình đôi giày TM07 này nhé!